Được chưa? Đấy là cái giá khái niệm về biến. Bao giờ cũng vậy, khi mà học lập trình nhá, chúng ta tìm hiểu một khái niệm mới thì bao giờ cũng đến cái định nghĩa trước, sau đó đến là cú pháp. Cái này, tại sao người ta khi tạo ra biến người ta có cái từ và, rồi cái dấu và này là cái gì, tại sao phải có một chấm hỏi, cái này người ta gọi là cú pháp. Được chưa? Xong cái này chưa, xong cái định nghĩa chưa? Tiếp theo, về cú pháp sử dụng thì chúng ta có cái từ là từ khóa là và, sau đó đến cách, nhớ cách nhé, tên biến, sau đó là một cái phép gán, gán giá trị cho biến, đây là dấu bằng và giá trị của nó. Thì chúng ta có những cái cách tạo ra biến như sau, đầu tiên là và, tên biến, chấm phẩy, cái này cũng được. Thì lúc này chúng ta tạo ra một cái biến tên là TB, nó không có giá trị gì hết, được chưa? Hoặc chúng ta có thể tạo ra một lúc nhiều biến bằng cách là dấu phẩy ở đây, x, y, z chẳng hạn, như này. Trong trường chúng ta muốn tạo ra nhiều biến một lúc thì như này. Hoặc nếu mà chúng ta muốn tạo ra nhiều biến mà có giá trị nhiều lên một lúc thì chúng ta có thể là 3 x bằng 1 phẩy y bằng 2 phẩy z bằng something. Chúng phải như này. Chúng ta cách nhau một dấu phẩy. Bây giờ mà kết thúc câu thì chúng ta kết thúc bằng dấu chấm phẩy. Được chưa nhỉ? Đó, đây là cách tạo ra biến. Cú pháp luôn luôn bắt đầu bằng cái từ và. Từ và này. Hoặc chúng ta có thể bắt đầu bằng cái từ let. Cũng được. Tác dụng của nó như nhau. Không nhỉ? Còn chúng ta khi mà gán giá trị cho biến thì chúng ta sử dụng dấu bằng. Tức là ví dụ những cái cốc này, tôi đổ nước vào thì tương đương với cái việc là cái cốc bằng 5 lít nước chẳng hạn. Ví dụ thế. Bây giờ đây là đổ nước vào trong cốc thì chúng ta một cái biến chúng ta cũng gán cho nó một cái giá trị nào đó. Được chưa? Tiếp theo là cái tên biến. Đến đây xong chưa? Có bạn nào không hiểu không? Các bạn đã không hiểu vấn đề này. Sao? Đây nhá, em tạo ra một cái biến để em sử dụng. Được chưa? Thì em bắt buộc phải dùng cái từ này, một trong hai từ này. Là cái ký tự bắt đầu là tôi bắt đầu khai báo biến. Được chưa? Thì thế trình duyệt nó mới hiểu được. Được chưa? Thì chúng ta có cái từ let hoặc từ var. Sau đó chúng ta cách ra, sau đó đến tên biến. Cái tên biến thì tí nữa sẽ có những quy tắc là tên các bạn. Sau đó chúng ta có thể chấm phẩy nếu trong trường hợp chúng ta chỉ tạo ra một cái biến tên như thế này thôi. Được chưa? Chúng ta không gán giá trị cho nó. Hoặc nếu chúng ta muốn tạo cùng một lúc ra nhiều biến cùng một dòng thì chúng ta thêm một dấu phẩy vào đây và kết thúc câu bằng dấu chấm phẩy. Được chưa? Trong trường hợp chúng ta không gán giá trị luôn cho biến. Còn nếu các bạn muốn gán giá trị luôn cho biến thì các bạn dùng cái này. Và tên biến bằng giá trị. Được chưa? Mà giá trị ở đây có thể là chữ, có thể là số. Được chưa? Có thể bất kỳ là cái gì. Được chưa? Đó. Còn bạn nào thắc mắc nữa không? Cứ hỏi nhá. Cứ hỏi cho nó hết đi. Bây giờ các bạn sẽ tiến hành làm cái việc này cho tôi. Tạo ra các cái biến. Bao gồm là tên, tuổi, ngày sinh, quê quán, sở thích, tạo ra các cái biến này và gán cho nó những cái giá trị của chúng ta. Ví dụ tên này nó là phải bằng cái trần văn A gì đấy nhất trong cặp dấu cộng hoặc ghép này, đúng không? Tuổi thì nó là số, đúng không? Chúng ta viết thẳng số vào đây. Ngày sinh chúng ta cũng sẽ biết là chuỗi như thế này và năm tháng ngày hoặc ngày tháng năm thì tùy chúng ta. Các bạn cứ làm đi, quê quán cũng bằng cái chuỗi như thế này, sở thích cũng bằng cái chuỗi như thế này, sau đó các bạn console log cho từng cái một cho nó, làm đi. Ví dụ tôi demo như sau, ví dụ biến tên chẳng hạn, ví dụ và tên thì bằng Trần Hữu Thiện này. Được chưa? Tuổi và tuổi
thì bằng 27 và ngày tháng năm sinh, ngày sinh chẳng hạn, bằng một cái chuỗi khác nào đấy. Thì ra sau đó các bạn tiến hành console log từng cái một ra, console log ra tên này, console log ra tuổi này, ví dụ thế, được chưa? Được chưa? Xong chưa?
không chạy ấy. Không chạy vì sao không chạy? Như nào là không chạy? Hả? F12 lên, tôi chạy nhá. Đây F12 bật lên này. Sau F12 lên như này đúng không? Sau bật vào tab console cơ mà. Đây có ra kết quả đây, của tôi có ra đây. Thấy không? Có ra không? Có hiển thị không? Thế là đúng rồi. Ơi. Đâu, ai có vấn đề gì? Đâu. À rồi. Có bạn nào bị báo đỏ không? Đỏ nó ở chỗ ví dụ như các bạn để ở dưới này đúng không? Đây các bạn để dưới này nó báo đỏ ở đây đúng không? Kích luôn ở chỗ đỏ đấy. Thấy ở dòng bao nhiêu không? Còn số dòng ở bên cạnh file không? Thấy không? Thấy à? Rồi, một bạn bị lỗi giống rất nhiều bạn khác khi mà bắt đầu học biến. Biến ngày sinh này. Nào, nhìn đến đây, nhìn đến đây. Các bạn chơi trò này, ngày, cách, sinh, và đây là lỗi cơ bản, lỗi thường gặp nhất. Nó là, nào nhìn vào đây, tập trung lên đây, tôi lại không biết cái gì đâu. Có biết lỗi này là lỗi gì không? Tại sao không chưa dùng cách? Hả? Đúng rồi. Thì bạn bị lỗi cơ bản là lỗi chứa ký tự đặc biệt trong này. Được chưa? Ký tự đặc biệt bao gồm những ký tự nào? Nói tóm lại, các bạn nhìn cái dãy phím F, dãy phím Morel 5980 ở trên đầu không? Trên dãy bàn phím không? Tất cả các số đấy đều là ký tự đặc biệt. Nếu các bạn giữ shift cộng với những phím đấy, được chưa? Các ký tự đặc biệt của chúng ta trừ những ký tự này ra và gạch ngang, trừ ba ký tự này ra thì đều là ký tự không được phép xuất hiện ở trong biển. À, cái này là cả cái chiếu với đô la và cái chân này không? Còn lại thì tất cả đều là ký tự đặc biệt, chúng ta không chấp nhận được đặt được phép xuất hiện ở trong tinh biến. Được chưa? Do đó, và kể cả dấu cách nữa nhé, dấu cách cũng không phải là cũng là ký tự đặc biệt, cho nên chúng ta không được phép để đặt trong tên. Được chưa? Do đó các bạn bỏ dấu cách này đi, lưu xuống F5 lại xem nó chạy không. Được chưa? Còn lỗi không? Còn ai bị lỗi không? Có em. Đây không có lỗi, không phải. Cái này là sai. Nó để cao. Cái này là sai. Không phải. Để dây nó sai ngay trước này. Không có cái bài này không? Không có cái bài này. Xóa luôn, xóa đi thôi. Xóa luôn với bạn tra xét cộng với lại đến Nipper đi. Mình tra xét đến Nipper. Vậy là mai sáng nay con chuột nha. Ông chưa đi khổ đến mức là mình không dùng chuột, cốt được bình thường. Nghe chưa? À cái này không lý do là cái tôi. Bây giờ mình còn kéo mình cứ dùng chuột cả ngày. Mấy nó ngồi lùi ra cho tôi dùng chuột. Có thể một mình chiếm cái 2-3 cái bàn không? Làm gì có tại nó không dùng. Nó muốn dùng lắm nhưng mà nó khác là cô nó không nói rồi. Sảm chí. Thế đồ chạy thì hàng thế không nhỉ? Em hả? Gì đây? Em sao này? Nên viết sai chữ script.
Được chưa? Đấy đó là chúng ta tạo ra biến và chúng ta sử dụng nó như thế nào, thì các bạn thấy console log này nó sẽ hiển thị giá trị biến. Được chưa? Tiếp theo, một vài quy tắc là tên biến thì chúng ta sẽ học như sau. Quy tắc lập tên biến. Được, quy tắc lập tên biến thì chúng ta có những quy tắc sau. Cái thứ nhất là ký tự bắt đầu nhé. Trong cái việc đặt tên biến thì chúng ta không bắt đầu bằng số, không được phép bắt đầu biến bằng số, bởi vì các bạn đặt cái ký tự bắt đầu bằng số nó sẽ có lỗi ngay lập tức. Đấy là cú pháp của JavaScript và các ngôn ngữ khác cũng vậy, nó không được phép bắt đầu bằng số. Được chưa? Mỗi ký tự bắt đầu cũng mỗi cái ràng buộc này thôi, còn ở trong cái việc đặt tên ấy, trong tên biến thì chấp nhận các cái giá trị sau, các cái ký tự sau, các cái chữ cái từ A nhỏ cho đến Z nhỏ, từ A lớn cho đến Z lớn, từ 0 cho đến 9. Các ký tự đặc biệt thì bao gồm là ký tự đô la và ký tự gạch chân, là những cái ký tự này được phép chứa trong tên biến. Được chưa? Các ký tự đặc biệt các bạn bỏ qua hết đi, nó không sử dụng được đâu. Được chưa? Đó, đấy là cái ràng buộc chúng ta bắt buộc phải theo. Ngoài ra, khi mà đặt tên biến, chúng ta có hai hướng, hai cách để sử dụng và để đặt tên. Cách thứ nhất là theo một cây, cách thứ hai là snake case. Camel là con gì? Con này là con gì? Con lạc đà, đúng không? Thì cách đặt tên biến của chúng ta, ví dụ như cái biến là your name là, thì chúng ta sẽ đặt nhé your name. Được chưa? Nếu mà có từ thứ ba is. Được chưa? Đó, cái kiểu là camel case thì tất cái ký tự cái tên của chúng ta nó được viết liền nhau vào một này, cộng với lại là cái chữ đầu tiên, cái từ đầu tiên thì viết thường hết, bắt đầu từ cái từ thứ hai thì chúng ta viết hoa cái chữ cái đầu tiên lên để cho nó giống cái biểu của lạc đà đấy. Bây giờ giống cái biểu của lạc đà đầu này, đây là cái biểu nhất, biểu thứ hai này, cái chỗ họ này ngồi này, đúng chưa? Còn cách thứ hai là snake case. Bây giờ snake case thì do gạch dưới name, gạch dưới is. Yeah. Cái này thì lại là đi ngang xuống, cái này không vòng lên, vòng lên này đi ngang không xuống, đúng hình con rắn. Yeah. Các bạn đặt theo cách nào cũng được, tôi không yêu cầu. Tuy nhiên là có một cái yêu cầu duy nhất thôi, đó là nếu các bạn đã chọn cách này hoặc cách này rồi, hoặc chọn một trong hai cách để đặt tên biến rồi, thì từ đấy về sau, tức là từ đấy về các cái tên sau ở trong file đấy, các bạn phải đặt cùng cái kiểu này thôi, chứ đừng có đặt dòng trên là kiểu này, dòng dưới là kiểu này. Được chưa? Như vậy không ai ngửi được, nó rất là xấu. Được chưa? Code cũng cần phải có mỹ thuật. Được chưa? Đấy, đây là cách đặt tên biến. Ví dụ như cái biến ngày sinh rồi của chúng ta ấy, để thay cho cái việc là đặt như thế này là không đúng này, đúng không? Không đúng cái cách đặt, đúng không? Thì chúng ta có thể đặt như thế này, đúng không? Hoặc là như thế này. Được chưa? Đó. Nếu các bạn để ý ở trên cái Facebook ấy, thì nhiều khi nó có cái fun fact. Đó là trên thế giới có hai kiểu người. Một kiểu người đặt tên biến như này, một kiểu người đặt tên biến như này. Đúng không? Các bạn có thể để ý, nó có những cái fun fact rất là hay. Đấy chứ, đấy là toàn bộ cái kiến thức về biến. Ngoài ra biến của chúng ta do nó có mang giá trị mà, cho nên là biến thường thường để sử dụng để
thực hiện các cái biểu thức. Có biết biểu thức là cái gì không? Hả? Biểu thức là những cái phép toán, đúng không nhỉ? Tổ hợp các cái phép toán, nói tổ hợp với loại đúng, đúng chưa? Mà các cái biểu thức thì ở trong đấy nó chứa các cái toán tử, mà toán tử là cộng trừ nhân chia, được chưa? Thì tiếp theo chúng ta sẽ học đến là toán tử. Toán tử thì chúng ta có những cái toán tử như thế này, bao gồm là cộng này, trừ này, nhân này, chia này và chia lấy dư. Đây là toán tử số học, được chưa? Những cái tổ hợp này là toán tử số học. Đáng lẽ cái phần này các bạn sẽ được học sau khi chúng ta học về kiểu dữ liệu, nhưng mà từ từ tôi cứ dạy cái này trước đã, xem là chúng ta có nắm được không. Nếu mà nắm được thì chúng tí nữa chúng ta học về kiểu dữ liệu nó sẽ hiểu hơn rất nhiều, được chưa? Ví dụ như sau, tôi bỏ hai con số log này đi đã, các bạn comment nó vào. Ví dụ ở đây tôi có va số a bằng 5 và số b bằng 49. Bây giờ tôi muốn thực hiện phép cộng thì tôi chỉ đơn giản là cái gì, console log ra số gì a cộng số b như này thôi, được chưa? Đây ra 54, được chưa? Nếu nhưng mà đây là chúng ta đang hard code, tức là chúng ta fix cứng hai con số này. Nếu mà chúng ta muốn làm một cái app nho nhỏ, đó là một cái app nho nhỏ, đó là khi mà vào website nó bắt chúng ta nhập hai số đây luôn, nhập tay hai số này, hai số bất kỳ do chúng ta nhập, sau đó nó mới thực hiện phép cộng, thì có được không? Được, đúng không? Thì nhưng mà trước đấy thì chúng ta ví dụ như tôi có cái biến số a này là bạn tên là gì? Việt Anh. Quê ở đâu? Vĩnh Phúc. Ví dụ lúc nãy là tôi cộng hai con số, thì các bạn thấy là 5 cộng với lại 49 thì ra 54, đúng không? Nhưng bây giờ chúng ta cộng hai cái dãy cái chuỗi ký tự với nhau, nếu thực hiện phép cộng này nó ra cái gì? Hả? Việt Anh có cách không? Không cách. Được chưa? Khi mà chúng ta cộng chuỗi thì nó chỉ việc là dán nó lại với nhau. Thế thì sao? Được chưa? Đó, thì chúng ta lưu ý. Thì tiếp theo chúng ta sẽ chơi cái trò đó là PROM. Cái này hôm trước chưa học đúng không? Nhập số A. Các bạn cứ làm cho tôi đi. Nhập số B. Và chúng ta console log là số A cộng số B. Được chưa? Lưu chạy đi xem nó ra cái gì. Hả? Một dòng chữ đó. Tức là bạn biết sai ở đâu rồi. Cái chữ PROM của bạn xem có đúng không? PROM, PTER. Có sai không? Nhớ ở trong này là một cái chuỗi nha, cho nên là phải có đóng và mở.
Được chưa? Rồi từ từ bình tĩnh. Cứ thông thả. Chỉ có chuỗi nó mới dính với nhau thôi. Còn nếu nó là số thì cái khác nó phải thực hiện trong cộng. Đúng chưa? Nào chúng ta test nào. Nào tập trung lên đây. Xong rồi hay chưa xong cũng tập trung lên đây. Nào chúng ta nhập số A này, 10 này, 11 này. Nó phải ra bao nhiêu? Nói lên nó phải ra 21 đúng không? Nhưng các bạn thấy ở đây nó là bao nhiêu? 1011, tức là nó dán hai cái vừa rồi vào với nhau. Thế nó đần đúng không? Không đần đâu. Về bản chất nó như thế này. Cái hàm PROM này, nó là hàm giúp chúng ta nhập ký tự vào trong cái dialog kia. Được chưa? Mà ở trong này có ai cấm các bạn nhập chữ hay nhập số không? Không. Cho nên bắt buộc cái kiểu dữ liệu trả về của nó phải là chuỗi, là chữ. Đúng chưa? Nếu mà chúng ta muốn cộng được số học ấy, thì chúng ta phải đưa cái chữ đấy thành số thì chúng ta mới cộng được. Còn nếu không thì nó sẽ hiểu tất cả đều là chữ hết. Được chưa? Đấy là cái đặc thù ở trong cái hàm PROM này. Do đó chúng ta mới phải phát sinh ra cái trò đó là F kiểu. Tức là một cái biến, lúc này là biến A của chúng ta đúng không? Đang mang giá trị là cái gì? Số hay chữ? Chữ đúng không? Bây giờ tôi muốn chuyển cái chữ đấy thành số để tôi thực hiện phép cộng, thì tôi phải có một cái hàm để giúp tôi chuyển cái việc đấy, chứ tôi không tự nhiên tôi làm được. Trong bất kỳ ngôn ngữ nào cũng có cái trò ép kiểu này. Do đó các bạn phải làm quen thôi, chẳng có cách nào khác. Thì ở đây chúng ta có cái số A, xem có hiểu nha, bằng number của chính nó. Thế mới hay. Tương tự với số B. Cái hàm number là hàm ép, nhớ nhá, hàm number là hàm ép cái chuỗi về số. Được chưa? Nếu mà ép được thì nó thành số, còn nếu mà không ép được thì nó báo là lỗi. Tí nữa tôi sẽ cho các bạn xem nó lỗi như nào. Hàm number. Ra chưa? Ra số chưa? Rồi, đây chúng ta kiểm tra lại. Chưa à? Rồi, chờ tí.
10, 11 là 21 chưa? Đúng chưa? Chữ N viết hoa nhá. Cái điều đấy là bắt buộc, chẳng còn cách nào khác. Được chưa? Chúng ta thể để ý nhá, hôm trước tôi có show chúng ta một cái ví dụ demo đấy. Chuỗi thì chữ nó hiển thị ra màu gì? Màu đen ở trên cái con số log. Còn số thì nó sẽ hiển thị ra màu gì? Xanh. Xanh lá cây. À quên nhầm gì? Xanh lá trời. Chào. Cái bộ này là tôi đã nhỏ, tôi không bị gì đâu. Thằng ngu này. Cái biến của mày thì là mày biết rõ ràng là số A, xong mày con số log ra A cùng B. Đấy cái tôi gọi là ngu này. Tao được chưa? Nếu mà bây giờ tôi nhập vào cái prompt kia, tôi nhập vào cái prompt kia không phải là số nhá. Theo các bạn nó hiển thị cái gì? Cách cơ khỉ. Nan. Nan là cái từ đặc thù ở trong JavaScript trong trường hợp mà nó không ép được chuỗi về số. Nan là viết của từ là not a number. Không phải là con số. Thì nó sẽ ra là nan. Nếu chúng ta cố gắng ép. Đó. Được chưa? Đấy là phép đầu tiên là phép cộng. Phép cộng này. Và chúng ta nhớ cho tôi thêm một cái hàm from và hàm number. Hàm from này để lấy dữ liệu từ người dùng nhập vào, cộng tay đấy. Còn hàm number này là ép kiểu số. Được chưa? Đây là sau phép cộng nhá. Cộng nó chỉ đơn giản là nếu mà với chuỗi thì nó cứ cộng vào với nhau rồi, nó dính vào với nhau, giống như keo ấy. Còn nếu mà số thì nó sẽ cộng hai giá trị vào với nhau. Được chưa? Tiếp theo là phép gì? Trừ. Trừ. Đây, phép trừ. Tôi tạm thời comment cái ép kiểu này vào đã. Được chưa? Nào, nhìn ạ, với ép kiểu này. Nếu mà bây giờ tôi bỏ cái ép kiểu đi thì hai cái số A và số B nó là kiểu dữ liệu gì? Chuỗi hay số? Chuỗi đúng không? Rồi, bây giờ chúng ta chơi trò trừ. 10 trừ đi 6 bằng mấy? Tại sao trừ lại không phải ép kiểu? Hả? Tại sao lại thế? Tại sao lại thế? Thấy nó cứ đần đần đúng không? Bọn này lập trình cũng không biết thông minh gì cả. Tại sao mà ngu gì hết thì ngu vậy? Có cái phải ép kiểu, có cái không phải ép kiểu. Vì sao? Có bạn giải thích được không? À, tại sao phép trừ lại không phải ép kiểu, phép cộng lại phải ép kiểu? Sao lại thế? Chuỗi có trừ được không? Chuỗi nó không bao giờ trừ được cái gì hết. Đúng nhỉ? Ví dụ như chuỗi là TH trừ đi cái ký tự T. Chẳng nhẽ nó còn ký tự H à? Không có phép tính này. Được chưa? Do đó chúng ta lưu ý cho tôi như sau. Với JavaScript thì chỉ có duy nhất phép cộng và phép đặc biệt thôi. Bởi vì trong chuỗi nó có là cộng hai chuỗi với nhau. Còn các cái phép trừ, nhân, chia lấy dư thì tất cả nó đều ép về số học hết. Tức là nó sẽ cố gắng ép hai phân tử này về số, sau đó nó thực hiện phép tính. Được chưa? Có nhân chuỗi thôi. Có chia chuỗi thà nào có. Lấy cho tôi một cái ví dụ này. Được chưa? Chỉ có duy nhất phép cộng này là đặc biệt nhé. Còn lại các phép toán khác, trừ, nhân, chia lấy dư thì đều là số học. Bây giờ chúng ta làm, mỗi người làm cho tôi một cái phần demo về các cái phép tính này đi. Nhanh.
cho chúng ta 2 phút để làm. 2 phút là dư sức gõ rồi. Hiểu chưa? Không nhỉ? Dễ đúng không? Có mỗi cái phép phần trăm mà có biết đâu, có hiểu không? Hiểu như nào? Ví dụ như nào? Lấy cho tôi một cái ví dụ. 9 chia 4 bằng 1 đúng rồi. Gì nữa? Nào không đạt. Lấy ví dụ cái phần trăm này nào. 12 chia 5 dư, lấy 2 bằng 2. 15 chia 2 bằng 2. 12 chia 5 bằng 2 đúng rồi. Cái đấy ấy, nó giúp chúng ta giải quyết những cái bài toán là chia hết. Có chia hết hay không? Được chưa? Mấy nữa nhá, sẽ có cái bài toán như này. Bài toán đi phỏng vấn là nói nhá. Tôi có rất nhiều bài đi phỏng vấn. Bởi vì tôi cũng phải tuyển dụng mà. Ví dụ sau này tôi chỉ cùng lấy bài toán này. Ngày xưa có con bạn tôi, nó làm ở, bây giờ nó làm ở Avinax, tức là công ty của anh. Nó phỏng vấn mấy thằng nó tạch là cho một số bất kỳ nhập vào từ prompt ấy,
Sau đó nó đơn giản này thôi. Nếu nếu cái số này chia hết cho 3, chia hết cho 3 thì hiển thị là x. Nếu cái số này chia hết cho 5 thì hiển thị là y. Nếu số này chia hết cho cả 3 và 5 thì hiển thị ra là happy. Tiếp là mà anh trọng. Đơn giản này thôi. Rất nhiều bạn bị lừa. Bây giờ bao giờ chúng ta học cái cô lệnh rẽ nhánh, tôi sẽ bắt chúng ta làm bài này. Được chưa? Rồi tiếp theo. Đến đây rồi, chúng ta mới quay ngược lại. Quay ngược lại, chúng ta học kiểu dữ liệu. Kiểu dữ liệu. Các bạn search cho tôi cái từ khóa là kiểu dữ liệu trong JavaScript. Lên Google search kiểu dữ liệu trong JavaScript. Và mỗi đứa lên đây viết cho tôi một kiểu dữ liệu và lấy ví dụ về kiểu dữ liệu đấy. Kiểu dữ liệu trong JavaScript gì ấy, trong biển này. À, anh bảo vì sao mà sang sang tuần sau anh lại dính gì? Sao em còn gì em? Anh nhầm à? Ok, như là tuần sau anh lại dính gì bên kia nhé. Lại đổi lại thì 37 có mấy kiểu dữ liệu. Đếm đi. 6. Nghe kinh thế. Rồi, lên viết đi. Một đứa viết cái, lấy cái dụng con. Không đưa ra. Rồi. Đúng không? Chị ngon. Đúng rồi. Kinh thái lên cả trang của Mozilla. Mozilla là cái thằng là cái bọn làm ra trình duyệt đầu tiên của thế giới. Tiền thân của nó là Netscape. Mozilla. String rồi tiếp. Ông đưa một bút cho bất kỳ đứa nào nhìn mặt đứa nào ngơ mắt đưa cho nó. Đấy.
gì đấy. Ồ. Ồ. Anh Linh cưới này à thầy? Kinh đấy. Quách Thị Hoàng Kim. Hôm nào sao không có ngày? Ủa? À ngày 6 tháng 10. Tháng sau. Trước mời trước cả tận 1 tháng. Nào. Ý bảo là đút lợn từ bây giờ đi. Lương mình nó bèo quá, lương bao tiền. Cô thì ngồi hì hục làm, nhà có hai mẹ con này, ngồi hì hục làm dán cái hàng mã, dán mũ miếp gì hàng mã để đốt. Mình hỏi là cô làm này một ngày bao nhiêu sản phẩm? Vâng, nếu mà hôm nào làm căng lên được khoảng 1.000 dán tay, dán keo. Mình bảo là cái bao nhiêu tiền một ngày cô hôm nào làm ổn thì 100 mốt một ngày. 100 mốt một ngày, tức là mỗi sản phẩm rất là rẻ. Đấy các bạn thấy, các bạn biết một giờ là phải kiếm có, một giờ tôi đi dạy là bao nhiêu tiền? Một giờ tôi dạy ở đây là 150. Một giờ. Còn rất nhiều chỗ có trả có khoảng hơn gần 200, 250 một giờ. Đúng. Các bạn thấy cái sự chênh lệch, nếu mà chúng ta có, đây không phải là nói là cô ấy kém hay là như nào, bởi vì thế hệ của người ta là thế hệ khác, thế hệ của mình là thế hệ khác. Nhưng mà nếu mà các bạn không cố gắng, tức là các bạn không có kiến thức, không có kỹ năng thì sau này các bạn khổ, các bạn sẽ như thế. Nói thật. Hôm trước tôi cũng có một cái bài, có một câu chuyện, đó là tôi chơi với mấy thằng bạn cấp 3. Trong đội của tôi có 4 thằng bạn cấp 3 chơi với nhau. Viết đi. 4 thằng bạn chơi cấp 3 chơi với nhau. Thì có 3 thằng lấy vợ rồi. Thì có một thằng ấy tên, thôi không để nói tên. Thì có một thằng nữa thì nó học đại học ở Nam Định, học cao đẳng Nam Định. Sau đó nó học vớ vẩn rồi xong lên Hà Nội đi làm. Các bạn biết làm gì không? Làm công nhân ở điện cơ 91, làm lắp quạt. Lương tháng biết bao nhiêu một tháng không? 3,5 triệu một tháng. 3,5 triệu một tháng. Vợ cũng làm ở đấy, lương cũng bằng vậy. Tức là mỗi một tháng vợ chồng kiếm được rơi vào tầm 7 triệu đến 8 triệu một tháng. Thì các bạn nghĩ là bây giờ đang bầu bí mấy đứa có con nuôi kiểu gì? Ở trên cái đất Hà Nội này, nếu mà con mà học trường tử tế thì nó sẽ rơi vào tầm khoảng 2 đến 3 triệu cho một đứa nhóc học mầm non. Thế vậy thì tiền nhà rồi tiền các thứ nữa thì vợ chồng không biết sống kiểu gì luôn. Đấy, tính toán 1, 2, 3, 4, 5 con kiểu nữa, đúng rồi. Hả? Ừ, bao nhiêu kiểu được, vui hết đây này. Ừ, bây giờ xuống án. Tôi cứ biết tên này đấy chưa? Đâu nhất thiết mà cũng phải biết hết đâu. A, I, W, tiếp có một kiểu nữa. Object là kiểu đối tượng. Biết kiểu tiếng Việt ra được kiểu đối tượng nhá. Kiểu đối tượng quan sát.
Em tính là bác sĩ. Mày mà làm bác sĩ cũng phải đi cùng số các bạn. Người ta không tìm nhầm đâu. Tôi ngày xưa tôi cũng thi với may mà thi trượt. Rồi. Chúng ta có bằng này kiểu dữ liệu. Nhưng mà tôi sẽ chỉ hướng dẫn chúng ta bằng bằng này cái thôi. Array thì sẽ được học xong. Object cũng sẽ được học xong. Rồi, kiểu chuỗi, kiểu string này, nó chính là kiểu chuỗi hoặc kiểu ký tự, được chưa? Thì cái string này chúng ta có mấy cách viết như sau. Cách thứ nhất là như này, có dấu, dấu ngoặc kép, có dấu nháy kép, được chưa? Cách thứ hai là dùng nháy đơn, được chưa? Cách thứ ba là dấu nháy ngược, như này, viết cái ký tự mẻ đâu, tìm trên mặt bàn phím nào. Đúng rồi, cái dấu mà ngay dưới của cái phím ESC giữ shift xong bấm cái phím đấy, được chưa? Hai cái cách viết này thì nó giống nhau, tương đối giống nhau. Cái cách này và cái cách này nó giống nhau, đó là quy định về chuỗi. Thực ra cái này là về chuỗi, của cái này là kiểu dữ liệu của ký tự này. Nhưng mà trong JavaScript chúng ta dùng thì hầu như là không có sự phân biệt khác nhau cả. Có mỗi cái này để hơi khác, để hơi khác. Cái này nó là kiểu chuỗi mới có bắt đầu từ năm 2015. Thì cái chuỗi đấy nó phân biệt như này. Ví dụ như sau. Tôi có cái console log ra giá trị của biến A bằng, ví dụ bằng như thế này. Tôi viết thẳng cái số A vào đây có được không? Có được không? Nào chúng ta xem kết quả 10, 20. Thế nó hiển thị cái gì? Thế là đúng hay sai? Đúng con khỉ. Đáng lẽ nó phải hiển thị số 10 vào đấy chứ. Phẩy bên trong là phẩy ở đây. Phẩy đâu? Phẩy ở ngoài giống ngoặc đơn. Đây á. Phẩy đây á. Nhìn nó báo đỏ luôn rồi. Bỏ cái này đi. Đâu như nào? Nó bỏ cái nháy đơn này thành nháy đôi. Đây đúng không? Kết quả vẫn như nhau. Tôi bảo nó giống nhau mà. Đúng nhá. Nếu mà chúng ta muốn hiển thị một cái giá trị của một biến ở trong chuỗi thì chúng ta phải làm như thế này cơ. Đúng chưa? Cộng chuỗi với số mà. Còn nếu các bạn bê cái tên biến này vào trong cái chuỗi thì nó sẽ hiển thị đấy là thành ký tự. Đấy là bố láo. Cái đấy là phần trăm D hoặc phần trăm S. Sau phẩy một cái ở ngoài. Ở ngoài mới viết tên biến. Hả? Pascal cũng thế. Tôi học từ Pascal C, C++, C Sharp, Java, PHP. Xong giờ đang học, xong rồi làm JavaScript. Đừng kêu tôi không biết. Cái đấy tôi học từ lâu rồi. Được chưa? Nó phải cộng như này. Tất nhiên chúng ta cũng có phần trăm D, phần trăm S được. Không sai. Nhưng chẳng tội gì phải làm thế cả. Trong khi chúng ta có cái dấu string như này. Nếu chúng ta sử dụng cái string như thế này thì các bạn xem nhé. Tôi được phép viết ở trong này đô la đóng ở ngoặc nhọn số A. Con thấy nó đổi màu khác không? Chạy thử 100. Thấy không? Nhìn thấy gì không? Cái sự khác nhau của thằng string hai cái dấu phẩy kia với cái thằng string sượt ngược này, nó khác nhau, tác dụng của nó khác nhau, đó là chúng ta có thể chèn thẳng một cái giá trị vào giữa dòng text bằng cách là sử dụng cái đô la đóng ở ngoặc nhọn. Sau đó là viết tên biến ở trong hoặc là viết biểu thức ở trong. Được chưa? Các bạn test thử để xem có đúng không.
Ô mất bố mạng rồi còn đâu. Sao lại có cái trò này ở T3H506, T3H507. Được chưa? Có chạy không? Ai bị lỗi thì báo luôn nhá. Còn một cái sự khác nhau nữa giữa hai thằng này. Còn một cái sự khác nhau nữa, sự khác nhau này gọi là lớn này, cái này là bình thường thôi. Còn cái này gọi là lớn này đây, ví dụ như sau. Ví dụ tôi muốn là nhập số enter xuống dòng A. Còn thấy nó đỏ lòm không? Tôi ra ngoài này tôi đi lốt báo lỗi ngay lập tức. Thấy chưa? Đúng không? Tức là cái string, hai cái string ở trên này này, nó không được phép viết nhiều dòng. Không được phép viết nhiều dòng. Nhưng mà cái loại này thì các bạn được phép viết nhiều dòng. Ví dụ như ở trong cái console log này, tôi tiến hành enter xuống dưới để cho nó xuống dòng dưới. Đơn giản chỉ là tôi thích thì tôi trình bày này cho nó đẹp thôi. Đúng không? Các bạn thấy nó không có lỗi. Không báo lỗi gì hết. Và khi mà chúng ta chạy cái chương trình duyệt nó cũng chạy như bình thường thôi, không phải gì hết. Thấy không? Không có lỗi gì cả. Đúng chưa? Và nó cũng xuống dòng luôn chúng ta. Đấy là hai cái loại string. Ba cái cách viết của chuỗi nó khác nhau. Thì cái này chúng ta cứ học và biết thôi. Còn nếu mà chúng ta tùy vào cái cách dùng của mình thích dùng cái nào thì mình dùng, tôi không bắt ép gì cả. Ngày xưa bọn tôi học ấy là nó không có cái loại này đâu. Tức là tôi ra trường từ năm 2014 đến tận cuối năm 2015 mới có cái loại này. Thì bây giờ mới được áp dụng, còn ngày xưa không có. Được chưa? Còn kiểu số, kiểu number là kiểu số rồi đúng không? Số ở trong này ấy, ở trong JavaScript, ví dụ như ngày xưa các bạn học Pascal, nếu các bạn nào còn nhớ thì nó phân biệt rất rõ ràng là kiểu int này, kiểu float này, kiểu double đúng không? Cái này đúng không? Phân biệt rất cụ thể luôn. Nhưng ở trong JavaScript, số là số. Không có phân biệt int hay là float hay là double gì hết. Số là số, ok. Gì đấy? Gì vậy? Tự nhiên thò đầu vào đây nói lên chuyện gì vậy? Được chưa? Thì cái số thì các bạn nếu muốn nó là kiểu dữ liệu gì, số gì ấy, thì chúng ta cứ việc viết thẳng vào là xong. Ví dụ số các bạn có thể 3a bằng 5, 3a bằng 5,5 hay 3a bằng trừ 5,9. Được hết, không sao. Được chưa? Số nó chỉ đơn giản thế thôi. Trong trường hợp các bạn muốn ép một chuỗi về số thì chúng ta dùng cái hàm gì lúc đấy? Number. Đây giá trị. Đây là ép chuỗi về số. Được chưa? Còn chúng ta hoàn toàn có cái hàm giúp chúng ta là kiểm tra một cái giá trị có phải là số có không phải là số hay không. Nhớ nhá, cái hàm này là hàm kiểm tra xem có không phải là số hay không. Tức là hàm của chúng ta là hàm is none, tức là not a number, tức là nếu mà nó không phải là số thì nó, nếu mà cái này hơi khó giải thích. Đấy nhá, cái hàm is none này mà chúng ta nếu mà truyền vào đây một cái chuỗi x, y, z thì cái này nó có ép được về số không? Không ép được về số đúng không? Thì nó sẽ trả về là true. Còn nếu chúng ta truyền cái chuỗi là 5, 6, 7 đấy, cái này có ép được về số không? Thì cái này nó sẽ là trả về false. Được chưa? Đây là một cách để kiểm tra xem một cái chuỗi có thể đưa được cái số hay không. Nếu mà trả cái true phát tức là không ép được. Còn nếu mà trả cái false tức là ép thoải mái,
ép được. Được chưa? Thì đây chúng ta thử cái is nan nan này. Đây là một cái chuỗi của tôi. 4 SD5. Cái nào ép được không? Hả? Có ép được không? Chu. Tức là không ép được. 45 volt. 45x. Ép được không? Không. Nếu mà x45 có ép được không? Được chưa? Đấy, hàm này nó hàm giúp chúng ta là kiểm tra xem là một cái chuỗi có thể ép được về số hay không. Được chưa? Ghi vào. Hôm nay đã là thứ 6 rồi, nhanh thế nhỉ? Béo cái hết rồi. Được chưa? Đấy là kiểu dữ liệu thứ hai của chúng ta, đó là kiểu về number. Loại thứ ba đó là kiểu boolean. Boolean này thì nó chỉ có hai giá trị thôi, một giá trị là true, một giá trị là false để kiểm tra tính đúng sai. Được chưa? Nó chỉ có hai giá trị thôi. Kiểu undefined, kiểu undefined này nó là cái kiểu này và x.7 nhá. X này có giá trị không? Không có giá trị gì đúng không? Thì cái x này sẽ mang giá trị là undefined, tức là chưa định nghĩa. Được chưa? Kiểu này là một kiểu dữ liệu đặc biệt, đó là nó sẽ là kiểm tra xem cái biến của chúng ta biết là có tồn tại hay không. Cái thứ hai nữa là nó sẽ kiểm tra cái biến đã được tạo ra trị hay chưa. Bây giờ đấy là nó ăn đi vài khi mà một biến tạo ra mà không được đạt được giá trị nào bằng. Được chưa? Tiếp theo là kiểu null. Kiểu null tức là một cái biến va x bằng 5 chẳng hạn. Sau đó khi sau khi chúng ta không dùng đến cái biến này nữa, chúng ta cho nó bị dẫm đi, thì chúng ta có x bằng null. Được chưa? Cái kiểu này là cái biến x này vẫn có giá trị nhưng mà là giá trị dẫm. Nó không phải là chuỗi, nó không phải là số, nó không phải là boolean, nó không phải là undefined, mà nó là dẫm, nó không mang giá trị gì hết. Được chưa? Nó vẫn được định nghĩa giá trị nhưng mà nó giá trị của nó là bị rộng đi. Thế thôi. Còn kiểu mảng và kiểu object chúng ta sẽ học sau. Cái đấy hơi advanced so với chúng ta. Được chưa? Chúng ta có một cái hàm. Ví dụ như sau. Chúng ta có cái va x bằng 10 nhá. Kiểu dữ liệu của x là gì? Number đúng không? Chúng ta hoàn toàn có thể kiểm tra được kiểu dữ liệu của nó bằng cách là gõ lệnh là type. Tiếp theo là đến tên biến x. Thấy chữ number không? Thấy không? Bây giờ x của chúng ta tôi lại đổi lại thành một cái giá trị là string là abc gì đấy. Được chưa? Tôi lại gõ lại type x. Thế là string đúng không? Tiếp theo x bây giờ bằng là boolean. False. Được chưa? Tôi kiểm tra type. Thằng nào lại đạp vào dây rồi? Boolean. Được chưa? Bây giờ x bằng null. Kiểm tra thay hợp x. Chúng ta có là object chống. Được chưa?
Thì ở đây chúng ta có một cái hàm để kiểm tra kiểu dữ liệu, đó là hàm file of tên biến. Và nó sẽ trả cho chúng ta là cái biến đấy thuộc kiểu dữ liệu gì. Thế luôn. Tại thằng Đạt đúng không? Thế đứa nào? Làm sao? Giờ mày thanh minh gì nữa? Thanh minh thanh Nga đi. Đạt. Thanh minh đi. Thế thì lại chuẩn bị viết bản kiểm điểm. Sao? Có gì chăm chối không? Hả? À? Thế thì biết mình phải làm gì chưa? Thế biết mình phải làm gì chưa? Hả? À? Ông có hai option. Đây là tôi cho một option nữa, tức là một lựa chọn nữa ngoài việc viết bản kiểm điểm. Có muốn nghe không? Chống đẩy 50 cái. Chống phải đúng chuẩn nhá. Không chống vớ vẩn đâu, tôi sẽ ngồi tôi đếm. Cho ông chống 3 lần. Có được không? Rồi, tí cuối giờ chống luôn. Thì tôi sẽ tha cho ông. Hả? Đi xong kịp. Không. Cho nó nghỉ mỗi lần 10 phút luôn. Được không? Rồi, ok. Ở sau cái này không lưu được nhỉ? Rồi, còn nếu mà không chống được đủ thì vẫn cứ viết bản kiểm điểm như bình thường. Tiếp nha. Tiếp theo thì chúng ta lấy cho tôi mỗi một cái kiểu dữ liệu này một cái ví dụ. Tạo tôi mỗi một cái kiểu dữ liệu này một cái ví dụ. Viết ra file. Nhanh lên. Được chưa? Sau đó tôi sẽ cho chúng ta thấy điều kỳ diệu.
Được chưa? Lấy ví dụ xong chưa? Hai xong chưa? Xong chưa? Phải không? Trông trông mặt. Hả? Tôi xuống tôi xem. Tiếp tục, chúng ta sẽ sang đến phần quá khứ. Đấy là tóm lại từ đầu giờ đến giờ chúng ta chỉ có điền kiểu dữ liệu, các phép toán, cộng trừ nhân chia. Nha. Bây giờ chúng ta sẽ học sang một loại toán tử mới. Toán tử này nó không phải là toán tử số học, nó là toán tử khác. Tức là nó cũng phải thực hiện để làm phép toán, nó là một loại khác. Chúng ta có toán tử so sánh. Toán tử so sánh. So sánh là gì? Các bạn hiểu so sánh là gì? Đối chiếu khác hẳn. So sánh là chúng ta so sánh kết quả của một cái giá trị của một biến A và một biến B nào khác. Thì các bạn hãy lưu ý cho tôi là ở trong lập trình của chúng ta, khi mà thực hiện một phép so sánh thì chỉ so sánh hai giá trị với nhau. Không bao giờ xuất hiện cái việc là so sánh ba giá trị cùng một lúc với nhau. Tức là A so sánh với B. B rồi, không thể nào có việc là A so sánh với B và so sánh tiếp với C. Không bao giờ xảy ra tình huống này. Được chưa? Vì vậy, nó chỉ so sánh hai cái giá trị với nhau thôi. Mục F phải là một cái này. Nhảy ra một cái này. Được rồi. Rồi, thì toán tử so sánh đầu tiên của chúng ta đó là toán tử so sánh bằng. Hay toán tử so sánh bằng. Tức là chúng ta có ví dụ như số A bằng với số B. Nếu số A mang giá trị là 5, số B mang giá trị là 6, chúng nó có bằng nhau không? Thì chúng nó sẽ trả ra là false. Kết quả của phép so sánh này là false. À quên nói với các bạn là toán tử so sánh này nó sẽ có trả ra hai kết quả là true hoặc là false. Nó luôn luôn là như thế. Nó có bằng nhau hay không? Thế thôi. Số A và số B nếu mà giá trị của nó khác nhau thì kết quả nó khác nhau. Được chưa? Nếu mà số A bằng 5 và số B cũng bằng 5 thì kết quả sẽ ra là chủ. Được chưa? Nó chỉ đơn giản thế thôi. Thế bây giờ tôi cứ thử so sánh với chúng ta nhé. Nếu mà 5 so với 6 và 5 so với 5 nhưng mà là chuỗi thì sao? 5 so sánh với chuỗi 5 thì bằng true hay false? False. True. Không so sánh được. Liên thuyên. So sánh được chứ. Sao? Tại sao lại thế? Bình tĩnh nghĩ đã. Vấn đề này là vấn đề liên quan đến so sánh giữa hai kiểu dữ liệu khác nhau. Đúng không? Nhưng ở đây chúng ta có phép so sánh này là phép so sánh, chúng ta so sánh giá trị. Thì để hai thằng so sánh được với nhau thì chúng nó phải cùng một loại, chúng nó mới so sánh được. Đúng chưa? Thì do đó ở đây số sẽ được tự, cái giá trị là số sẽ tự ép kiểu với chuỗi và so sánh với thằng còn lại. Hiểu vấn đề chưa? Vấn đề ở đây đó là như này. Giải thích bài toán này sẽ như sau. Ngày xưa chúng ta học cái trò đó là tập giá trị. Nhá, tập số thực to hơn tập số nguyên. Nhá, thì bây giờ ở trong cái quá trình này của chúng ta vậy có kiểu dữ liệu, mỗi kiểu dữ liệu cũng có tập giá trị khác nhau. Tập to nhất là tập chuỗi. Sau đó đến tập gì? Số. Sau đó đến tập gì? Tập gì? Bool. Tức là true false đấy. Đúng chưa? Thì ở đây chúng ta đang so sánh là số và chuỗi với nhau. Thì thằng số này là thằng có tập giá trị gì? Nhỏ hơn hay lớn hơn? Nhỏ hơn.
cho nên thằng số này khi mà so sánh với chuỗi nó sẽ tự ép kiểu nó trở thành kiểu chuỗi để so sánh với thằng chuỗi còn lại. Được chưa? Hiểu vấn đề chưa? Kể tương tự như vậy, đó là nếu mà chúng ta so sánh bool với lại chuỗi thì bool nó cũng tự động ép kiểu bản thân nó về chuỗi để so sánh với cái thằng còn lại. Tương tự như bool với lại số cũng như vậy phải không? Được chưa? Đó. Do đó ở đây khi mà số 5 so sánh với chuỗi 5 thì cái số 5 sẽ được ép kiểu về chuỗi 5 để so sánh và hai chuỗi này hoàn toàn bằng nhau. Do đó làm sao? Chúng nó sẽ chẳng được chung. Được chưa? Cái này nó là cái lý thuyết cơ bản cho nên chúng ta bắt buộc phải nhớ. Chứ sau này đừng có ngu si mà hỏi vì sao hai chuỗi này so sánh với nhau nó lại bằng chung. Cái này không ai giảng lại cho các bạn đâu. Được chưa? Tiếp tục nha, cái này còn hay hơn này. Không so sánh với rỗng có bằng nhau không? Chả bằng nhau. Bằng nhau ấy. Sao? Phones. Tiếp tục, phone so sánh với rỗng có bằng nhau không? Bằng nhau đấy. Nun so sánh với rỗng có bằng nhau không? Sai. Sai. Nun nó là giá trị rỗng mà. Nó là kiểu object, nó là đối tượng. Cho nên là nó không so sánh được với string rỗng được. Nó khác nhau. Thế nếu nun so sánh với phones thì nó có bằng nhau không? Các bạn đoán thử thế nào? Thế bây giờ là chúng ta có phones so sánh với lại không thì nó có bằng nhau. Theo nguyên lý bắc cầu nãy là phone là bằng rỗng này, swing rỗng này. Nhá. Nun à quên nhầm, không cũng bằng swing rỗng này. Thế bây giờ hai thằng này so sánh với nhau chúng nó phải bằng nhau đúng không? Sau này không, thằng nào bảo không ấy, lại thằng đạt đúng không? 70 cái. Nếu không thì sẽ hai bản kiểm điểm. Sao rồi đã? Ô, tôi bắt có đúng không? Hả? Rồi ok. Được chưa? Chủ, ba thằng này bằng nhau. Được chưa? Hãy lưu ý, tương tự như vậy, nếu mà không, không thì bằng với chu rồi, à không thì bằng với phone rồi. Thế vậy chu liệu bằng có bằng 1 không? Chu so sánh với 1 có bằng nhau? Tất nhiên là bằng nhau rồi. Nếu mà chu so sánh với 10 thì có bằng nhau không? Khác. Bởi vì trong cái lập trình này chu nó tương đương, nó sẽ bằng giá trị là 1 và phone bằng giá trị là 0. Được chưa? Các bạn lưu ý nha. Đó, đấy là cái đặc điểm của cái thằng phép toán so sánh này. Nó hơi lằng nhằng một chút. Cho nên là chúng ta chẳng có cách nào khác. Phải nhớ thôi. Tất nhiên nếu mà chúng ta không muốn nhớ thì chúng ta dùng cái phép so sánh khác như sau. Đó là chúng ta có phép so sánh là so sánh tuyệt đối. So sánh tuyệt đối thì ký tự của nó là 3 dấu bằng. 3 dấu bằng. Thì ở đây nếu trong trường hợp tôi so sánh là suy rỗng với lại không, chắc chắn nó sẽ trả về false. Bởi vì bản chất của thằng so sánh tuyệt đối này, đó là cái bước 1 nó sẽ so sánh kiểu dữ liệu. Bước 2 nếu kiểu dữ liệu đúng rồi thì nó sẽ so sánh là gì? Giá trị. Được chưa? Về bản chất thằng này là kiểu chuỗi, thằng này là kiểu số. Cho nên là mới so sánh đầu tiên là kiểu dữ liệu chúng nó khác nhau là trả về false ngay. Nó không cần phải so sánh những cái bước thứ hai nữa, là so sánh giá trị là không. Được chưa? Đấy nó là cái so sánh tuyệt đối. Còn lúc nãy của chúng ta là so sánh, phép so sánh bằng. Thì chúng ta thấy cái dấu bằng này nó có rất là nhiều tác dụng ở trong việc lập trình. Đó là dấu bằng, nếu mà có một dấu bằng thôi thì người ta gọi đây là phép gì? Phép gán. Nếu có hai dấu bằng thì là phép so sánh bằng. Ba dấu bằng thì là so sánh tuyệt đối.
không có bốn dấu bằng nhá, chỉ có ba thôi, không có bốn đâu. Được chưa? Đấy là phép so sánh đầu tiên. Tiếp theo chúng ta có phép so sánh thứ hai, loại thứ ba, đó là so sánh các. Khác chúng ta biết như này, đó là số A khác số B. Đây phép khác là chấm than là giống bạn. Ví dụ số A, số 5 của chúng ta mà so sánh với số 6, chúng nó có khác nhau không? Có, thì tương tự với là phù. Thấy chưa? Nếu mà 5 so với 5, nó có khác nhau không? Có khác nhau không? Không á. Tức là cái này trả về đúng hay sai? False hay không? Cái này trả về là false. Bởi vì nó sẽ ép kiểu nó bằng nhau. Bằng nhau cho nên nó không khác nhau. Cái này là ngược với lại cái phép so sánh bằng đúng đấy. Đúng chưa? Các bạn lưu ý nhá. Nếu mà bằng nhau thì chả phải phôn, khác nhau thì chả phải chung. Đúng chưa? Tương tự như là phép so sánh bằng, chúng ta có so sánh phép là khác tuyệt đối. Khác tuyệt đối là một dấu chấm than và hai dấu bằng. Đấy là khác tuyệt đối. Còn lại chúng ta sẽ có những phép so sánh, đó là lớn hơn bằng, nhỏ hơn bằng. Được chưa? Đấy là các toán tử về toán tử so sánh của chúng ta. Và toán tử so sánh thì nó sẽ đi kèm với lại một cái khái niệm, một cái cú pháp, đó là câu lệnh. Câu lệnh thì rất là nhanh. Đây, chúng ta có con chơi này. Câu lệnh rất là nhanh. Đến đây chúng ta sẽ có rất là nhiều bài tập để có luyện tập, chứ không phải học lý thuyết nó khô khan, nó chán như bây giờ. Có câu lệnh trên nhảy, đúng không? Ít ra chúng ta có câu lệnh là trong những việc chúng ta nói hàng ngày ấy, chúng ta có là nếu thì, đúng không? Thì trong lập trình chúng ta có vậy, là nếu, ít là nếu mà đây là điều kiện, nếu điều kiện này được thỏa mãn, tức là cái phép này trả về là true, đây là true, nếu mà cái này trả về true thì các câu lệnh nằm trong cặp dấu ngoặc nhọn này sẽ được thực thi. Được chưa? Ví dụ như sau. Tôi có một ví dụ như sau. Tôi sẽ tạo ra một cái lệnh, một cái file nữa. Đây là rẽ nhánh .html. Đây chúng ta sẽ có va h bằng prom. Ở đây là bạn bao nhiêu tuổi. Được chưa? Nếu này h mà lớn hơn hoặc bằng 18. Được chưa? Thì sẽ gì? Alert ra, chúc mừng bạn đã đủ tuổi đi tù. Được chưa? Còn nếu không có gì thì thôi, thì coi như là không có chuyện gì xảy ra. Được chưa? Lưu xuống, chúng ta sẽ có câu lệnh như sau. Bạn bao nhiêu tuổi? 15 tuổi, 16 tuổi. Không có chuyện gì xảy ra, đúng không? Tức là cái câu lệnh alert này nó không được thực thi. Đúng chưa? Bởi vì cái phép toán này là phép toán so sánh, đúng không? 16 so với 18 thì làm sao?
nhỏ hơn, nó không thỏa mãn cái điều kiện này, cho nên là cái hàm này trả về là, à, cái biểu thức này trả về là true hay false. False, false thì nó sẽ không vào đây mà nó chạy xuống dưới luôn, nó bỏ qua cái đoạn này. Được chưa? Thì bây giờ chúng ta thử lại. Nếu bằng 18. Đúng chưa? Đó, nếu thỏa mãn cái biểu thức ở trong này thì làm sao? Các câu lệnh được viết ở trong cái cặp giống ngoặc kép này nó sẽ được thực thi. Đây là câu lệnh rẽ nhánh dạng đầu tiên của chúng ta. Là dạng if nếu thỏa mãn thì thực thi câu lệnh, còn nếu không thỏa mãn thì thôi, bỏ qua, không thực thi cái gì hết. Được chưa? Được chưa? Đây là cái loại biến thể đầu tiên, là nếu thỏa mãn điều kiện thì thực thi câu lệnh. Được chưa? Thì các bạn sẽ thấy là ở đây chúng ta có một cái thứ gọi là điều kiện này. Cái điều kiện này thường là biểu thức so sánh. Đấy là nó thường là biểu thức so sánh. Hiểu không nhỉ? Ngoài ra, nào đi nhìn đây, cái này quan trọng này, cái này liên quan trực tiếp đến cái bài của tôi sẽ làm này. Cái điều kiện này này, các bạn để nhá, lưu ý cho tôi cái điều kiện ở trong câu lệnh if này nhá. Nhìn thấy không? Cái điều kiện này, nó không chỉ là một phép so sánh, mà có thể là nhiều phép so sánh tổ hợp với nhau. Bằng các ký tự là ký tự dấu, hai dấu và đi với nhau là phép và, hoặc là hai cái dấu gạch đứng này, có nhìn thấy ký tự dấu gạch đứng ở đâu trên bàn phím không? Nó ở đâu đó quanh quẩn cái nút enter rồi. Đúng chưa? Chúng ta dẫn ship và gõ cái phím đấy thì nó ra hai ký tự này, ra một ký tự này, gõ hai lần. Được chưa? Thì cái này là phép và, còn cái này là phép hoặc. Được chưa? Thì ví dụ đưa vào cái bài toán này, được chưa? Thì chúng ta hoàn toàn có thể là nếu tuổi mà lớn hơn 16, nhưng lớn hơn hoặc bằng 16 và nhỏ hơn hoặc bằng 60. Được chưa? Tức là ví dụ như pháp luật Việt Nam là từ 16 tuổi trở lên và từ 60 tuổi trở lên, à từ 60 tuổi trở xuống phải không phải đi tù nữa, đến tuổi này già thì phải đi tù nữa. Được chưa? Thì chúng ta phải thỏa thì mới alert ra. Alert ra x chẳng hạn. Thì ở đây để alert được ra x nào, nói chung vào đây, để alert được ra x thì cái biểu thức này phải trả về true và cái biểu thức bên này cũng phải trả về true thì cái alert này mới được trả. Tức là nếu mà đã sử dụng phép và thì là cả hai vế nó phải cùng trả ra true thì cái lệnh nằm trong cặp giống ngoặc nhọn của cái if này mới được thực thi. Còn nếu không, chỉ cần một trong hai thằng này sai thôi là không được chạy mà bỏ qua được chạy dưới. Hiểu chưa? Được chưa? Có hiểu không nhỉ? Bọn này đần mối ra hết với nhau rồi. Thế bây giờ tôi có một cái bài toán như sau. Tôi có một cái bài toán khác như sau.
cho chúng ta thực hành luôn. Chúng ta có 3 số. Số A bằng 5, số B bằng 7, số C bằng 8. Bây giờ làm cách nào? Có nghĩa là ta làm biến được thì các giá trị này có thể thay đổi được, đúng không? Làm thế nào để tìm ra được cái số lớn nhất trong 3 số này? Có làm được không? Với công việc ít. Có làm được không? Giải pháp bằng cách nào? Tí ít nếu A mà lớn hơn hoặc bằng B đi, đúng không? Gì nữa? Và A lớn hơn hoặc bằng C thì A lớn là A lớn nhất, đúng không? Đúng chưa? Là ít B lớn hơn hoặc bằng A và B lớn hơn hoặc bằng C thì A lớn là B lớn nhất, đúng chưa? Tiếp còn lại là ít C lớn hơn hoặc bằng B và C lớn hơn hoặc bằng A thì C lớn nhất. Nếu mà với một câu ít chúng ta có làm cái này không sai, đúng chưa? Đây các bạn đây, đúng chưa? Đúng nhỉ? Đó, đúng không? Tiếp theo vẫn với số A, số B, số C này, đây tôi sẽ yêu cầu chúng ta một cái duy nhất thôi. Đây sẽ là bài tập ở nhà luôn nhá. Cho số A, số B và số C nhập dữ liệu từ Chrome. Bây giờ đi vào bài tập ở nhà đấy. Có một bài thôi. Buổi sau tôi sẽ yêu cầu một vài bạn lên để chữa bài này. Cho số A, số B, số C đều nhập dữ liệu từ Chrome vào. Cái này các bạn tự ghép kiểu đấy nhá, tôi không dạy nữa. Ghép kiểu chúng ta đã học rồi, được chưa? Nhớ là phải là nhập số chứ không nhập chuỗi được, nhập chữ được đâu. Thứ nhất, yêu cầu 1 là kiểm tra xem 3 độ dài này có hình thành tam giác được không. Kiểm tra bằng cách nào nhỉ? Tổng độ dài hai cạnh bất kỳ lớn hơn độ dài của còn lại thì làm cái này sử dụng phép gì? Cộng và so sánh gì? So sánh lớn hơn cộng với lại phép và, đúng chưa? A cộng B phải lớn hơn C và A cộng C phải lớn hơn B và B cộng C phải lớn hơn A, đúng chưa? Đây là cái thứ nhất. Cái thứ hai, ý thứ hai, tính chu vi 3, tính diện tích. Tính diện tích thì chúng ta có cái hệ thức Herom, đúng không? Có cái hệ thức Herom thì chúng ta có một tắt ở một dấu căn, đúng không? Chúng ta sẽ có cái lệnh là mát bố mực đó. Đây, tôi viết lên trên này nhé. Đây, tôi console log của cái mát chữ M viết hoa nhá. Mát.sqrt. Được chưa? Ví dụ có 4 thì là căn bậc 2 của 4 bằng mấy? Bằng 2, đúng không? Rồi, chúng ta test. Đúng chưa? Mát.sqrt của 9 thì bằng 3. Đúng chưa? Đây là phép căn ở trong JavaScript. Chúng ta có mát.sqrt, sau đó là giá trị ở bên trong. Được chưa? Thì cái đẳng thức cái biểu thức Herom để tính diện tích thì bằng cái gì? Căn bậc 2 của nửa chu vi nhân với nửa chu vi trừ A nhân với nửa chu vi trừ B nhân với nửa chu vi trừ C. Được chưa? Thì các bạn làm cho tôi bài này. Được chưa? Đấy. Đấy là bài tập về nhà. Có ai thắc mắc gì về cái bài này nữa không? Hoặc là bất kỳ phần nào trong cái bài ngày hôm nay. Bài ngày hôm nay rất là nặng. Không, bình phương là phải chấm bao. Đây, bao. Ví dụ 3 mũ 20, 3 mũ 10 nhá,
3 mũ 10 này thì đây là số 3, còn đây là số mũ. Được chưa? 59.049. Ví dụ như 2 mũ 10 thì bằng bao nhiêu? Đúng rồi, 1024. Được chưa? Đấy, đây là phép căn, phép mũ, còn phép căn thì là mat.sqrt. Được chưa nhỉ? Đấy, thì là hôm nay chúng ta học được rất là nhiều thứ rồi, khá là nặng, cho nên là về cố gắng ôn lại cho kỹ lại. Những kiến thức này, những kiến thức căn bản, cơ bản nhất, cho nên chúng ta không nắm được thì chúng ta không làm được cái việc gì, bất kể cái gì về sau đâu. Biến này, kiểu biến này, toán tử cộng này, tức là toán tử số học này, toán tử so sánh này, phép và phép hoặc, được chưa? Và những cái lệnh cơ bản để chúng ta về cố gắng áp dụng vào trong cái bài này cho tôi. Đứa nào cảm thấy là ít bài quá thì chat riêng với tôi sẽ gửi thêm bài. Được chưa? Ngày hôm nay chúng ta chỉ dừng lại ở đây thôi.